Chào các bạn, video này mình sẽ review về bản wallpaper của dự án ICO Park Token. Thì trước đó thì mình có làm video để giới thiệu về cơ bản về những thông tin của dự án ICO Park Token. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web parktoken.com và đến bản wallpaper của dự án để tìm hiểu thông tin về dự án về bản wallpaper của dự án ICO Park Token. Và đây là bản wallpaper của dự án ạ. Thì như các bạn thấy ạ, đây là mục lục gồm có dự án của chúng tôi gồm có 39 trang. Các bạn có thể thấy đây là một nền tảng thành phố xanh thông minh và được kết nối vaccine chống ùn tắc giao thông trên toàn thế giới và ô nhiễm thông qua một nền tảng thành phố xanh thông minh và kết nối sử dụng chuỗi IOTA và Ethereum kết hợp hợp đồng thông minh thiết bị IoT và ứng dụng đỗ xe trong thời gian thực. Các bạn có thể mua ngay token ngay bây giờ bằng cách kích tại đây. Tiếp theo và đọc bản white paper của chúng tôi, mua ngay bây giờ pre-sale hiện tại đang ở trong giai đoạn pre-sale và nhận giảm giá với lên tới 30%. Các tính năng của dự án: đảm bảo tính công bằng nhờ các hợp đồng thông minh bất biến trên chuỗi khối Ethereum, hoàn toàn minh bạch đối với người dùng, đô thị và các nhà cung cấp đỗ xe của chúng tôi, thanh toán an toàn và được kiểm toán đầy đủ thông qua các mã thông báo tiện ích đa chức năng của chúng tôi PARQ. Đây là một nền tảng phát triển thành phố sáng tạo với các giải pháp phổ quát cho thành phố thông minh. Các dịch vụ vaccine sẽ được chia sẻ giữa các ứng dụng đỗ xe vaccine với thời gian thực của chúng tôi. Trong đó thì tồn tại một MVP khiêm tốn và tồn tại một nền tảng thành phố xanh thông minh. Bằng cách sử dụng blockchain thì Ethereum hợp với các hợp đồng thông minh với một sổ cái phổ quát và một loạt các thiết bị IoT, chúng tôi sẽ tạo ra một nền tảng phát triển thành phố bền vững, thông minh với các dữ liệu tập trung. Và được với các dữ liệu thu thập được, chúng ta sẽ có thể chiến đấu chống lại các mức độ tắc nghẽn giao thông hàng ngày càng tăng và ô nhiễm gây ô nhiễm môi trường, tổn hại đến cuộc sống ở các đô thị lớn và các thành phố nhỏ. Việc ứng dụng đỗ xe Parksend sẽ được sử dụng cùng với dữ liệu của nó để hướng dẫn các lái xe đến các điểm có sẵn và các giá trị phải chăng, trong khi các đô thị, nhà để xe, công ty và những người dùng khác của platform thành phố có thể sử dụng các dữ liệu để cải thiện cơ sở hạ tầng của riêng họ. Được cung cấp bởi PARQ thì mã thông báo tiện ích đa chức năng của chúng tôi. Mã thông báo PARQ là một mã thông báo tiện ích dựa trên tiện ích ERC20 dựa trên Ethereum có thể được chi tiêu và kiếm được trong dự án đỗ xe Parksend và nền tảng thành phố xanh thông minh và được kết nối. Thì thứ nhất, trả tiền đỗ xe. Sử dụng ứng dụng đỗ xe Parksend cho tài xế có thể định vị, lưu trữ dữ liệu những thanh toán tiền đỗ xe của họ trước khi rời khỏi nhà. Các ứng dụng sau đó sẽ hướng dẫn họ theo con đường nhanh nhất có thể. Thứ hai, thanh toán thiết bị. Sử dụng nền tảng thành phố xanh thông minh và kết nối đô thị, nhà để xe và các công ty có thể mua và tích hợp các nâng cấp hệ thống và phần cứng với các ứng dụng đối tác của chúng tôi. Thì thứ ba, kiếm tiền bằng cách thu thập dữ liệu. Tất cả các loại người dùng có thể kiếm được mã thông báo PARQ bằng cách thu thập và gửi dữ liệu của mình trong tình trạng tắc nghẽn với ô nhiễm môi trường. Với các tình trạng có sẵn của đỗ xe và nhiều khái niệm khác nhau thì kiếm tiền bằng cách cho thuê các điểm đỗ xe. Sử dụng nền tảng thành phố xanh thông minh và được kết nối, tất cả người dùng có thể kiếm được mã thông báo PARQ bằng cách đăng ký và cho thuê các điểm đỗ xe của công ty và cá nhân của họ. Hiện tại đang cung cấp giảm giá trước khi bán, thì bạn không muốn bỏ lỡ, hãy đăng ký ngay hôm nay. Với các đặc điểm giữ cho đến ngày nay với sự tiến bộ của chúng tôi, hãy đăng ký để bán trước. Để đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ, lành mạnh của cộng đồng thì chúng tôi và các thành phố tham gia, chúng tôi sẽ quyết định phát hành tổng 250 triệu mã thông báo cho ICO. Sau khi xem xét cẩn thận thì chúng tôi tin rằng điều này sẽ cho phép chúng tôi đi qua các mục tiêu dài hạn của nền tảng và ứng dụng đỗ xe của chúng tôi. Bạn có thể mua thẻ PARQ và các tiện ích qua chuyển khoản. Còn đây là việc phân phối, phân bổ mã thông báo, trong đó chúng tôi phân bổ 5% cho bán trước và 20% bán công khai, 5% airdrop và các chương trình thưởng 2%, quỹ từ thiện 1%, giảm giá riêng tư 3%, người phát triển kinh doanh 4%, sáng lập và nhóm 5%, người phát triển ứng dụng và nền tảng 15%, 20% cho tiếp thị dự án Smart City 20%. Về việc sử dụng thu nhập thì trong đó 10% cho phát triển kinh doanh, 10% cho phát triển kinh doanh, 15% cho mở rộng toàn cầu và tiếp thị 30% nghiên cứu phát triển 45%. Hãy biến giấc mơ thành hiện thực ạ.
thì con đường của chúng tôi đến với các thành phố xanh thông minh và được kết nối. Còn đây là các thành viên của đội phát triển của chúng tôi. Tiếp theo đây là các thành viên của nhóm cố vấn ạ, dự án. Còn đây là lộ trình phát triển của dự án chúng tôi. Dự án của chúng tôi được bắt đầu phát triển từ đưa ra phát triển ứng dụng Parkside Club và Park vào quý 1 năm 2016. Và hiện tại thì chúng tôi đang ở trong giai đoạn pre-sale, và chúng tôi sẽ có các kế hoạch phát triển cho đến hết năm 2019 ạ. Các bạn có thể tìm hiểu chúng tôi tìm hiểu với các ưu điểm cũng như là các tin tức của chúng tôi qua các trang cộng đồng như là Facebook, Telegram, YouTube, vân vân. Hiện tại thì video giới thiệu bản wallpaper của dự án iSteel Park Token của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.